Thì đây là cái dụng cụ vớt của bên em, đó là cái vợt. Cái vợt này là cái vợt cá cảnh á. Mà con ra cái tiệm cá cảnh mua cái vợt này là 30 ngàn thôi. Chúng ta sẽ tiến hành vớt con ốc. Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của cơ sở ốc bươu đen Đồng Tháp. Hôm nay em xin tiếp tục gửi đến bà con về kỹ thuật cho ốc bươu sinh sản và ốc giống. Thì đây sẽ là tập cuối cho cái chuỗi video về kỹ thuật cho ốc bươu sinh sản và ốc giống. Ở hai tập trước thì em đã giới thiệu đến bà con về tới cái bước thứ ba, đó là thu và ấp trứng. Thì hôm nay em xin tiếp tục gửi đến bà con hai cái bước còn lại. Thì đó là bước chuẩn bị mương và vèo ương, và bước cuối cùng là kỹ thuật ươm ốc giống. Chuẩn bị mương và vèo ươm ốc giống á, ở bên em sẽ sử dụng mùng lưới. Cái ao thì bà con cứ sử dụng cái ao mà bà con nuôi ốc bố mẹ, bà con sẽ sử dụng nguồn nước đấy để dưỡng con ốc con. Bên em may rất là nhiều một cái mùng lưới dày cũng như lưới 4 ly và với kích thước là 1m 2m để dưỡng ốc con. Thì với cái mùng này thì rất thích hợp để dưỡng ốc con. Ngày nào bên em cũng sẽ đưa con ốc nó mới nở từ cái bể đẻ ra để đưa con ốc xuống dưỡng. Nhưng mà con quan sát thì cái mùng lưới này là có chiều dài là 2m, chiều ngang 1m và chiều cao cũng là 1m. Thì chúng ta cứ căng xuống cái nguồn nước mà con ốc bố mẹ nó sinh sống. Cái lưới này là lưới cước dày. Bên trong thì bên em cũng sẽ thả bèo cám và bè tây tượng. Cái vèo ươm ốc mà của bên em đó, một ngày là bên em sẽ xuống tầm ký, nửa ký ốc mới nở, thì sẽ đưa vào một cái mùng như thế này và dưỡng tầm 3 tuần. Nó sẽ lên được cái mẫu là 5.000 con một ký, là nó bằng hạt bắp đó. Thì những cái mẫu này, những cái vèo như thế này sẽ dưỡng tiếp khoảng 5 tuần nữa, nó sẽ lên được cái mẫu là 3.000 con một ký. Và tiếp 2 tuần nữa thì sẽ lên được cái mẫu là 2.000 con một ký. Thì bên em sẽ cung cấp 3 cái loại ốc giống như thế. Còn đây là một cái mùng mới, bên em mới chuẩn bị và đưa con để đưa con ốc mới nở từ 1 đến 2 ngày rưỡi xuống. Thì chúng ta sẽ qua cái bước cuối cùng, đó là ươm ốc giống. Thì chúng ta sẽ vào cái bước đầu tiên của kỹ thuật ươm ốc giống là kỹ thuật thả ốc. Thì đây là cái bể mà nở mà bên em lúc trước ở tập trước của em đã gửi đến bà con á. Thì phía dưới là sẽ là con ốc nó nở, nó sẽ rớt xuống phía dưới. Phía dưới thì bên em sẽ để bèo tay chuột để cho con ốc nó bám vào. Mục đích là chúng ta sẽ rất là dễ để với con ốc con khi nó mới nở.
Thì đây là cái răng ốc nó nở, nó rớt xuống đây. Em đã lấy cái khay trứng ra rồi. Cái này là hồi sáng là bên em vớt rồi nên còn chỉ một ít thôi. Thì em còn thấy con ốc nó đeo vào phải không? Thì chúng ta sẽ vớt con ốc này đem ra ngoài cái quèo ôm. Đây là bèo tay chuột của anh em để vô. Khi mà con ốc nó rớt xuống nó sẽ bám vào cái bèo này thì chúng ta vớt rất là dễ. Thì đây là cái dụng cụ vớt của anh em, đó là cái vợt. Cái vợt này là cái vợt cá cảnh á. Mà con ra cái tiệm cá cảnh mua cái vợt này là 30 ngàn thôi. Thì chúng ta sẽ tiến hành vớt con ốc. Thì bà con chú ý là con ốc con nó mới nở thì cái vỏ nó rất là mềm. Nếu chúng ta vớt không đúng cách á, thì nó sẽ làm hư cái vỏ của con ốc. Bà con cứ dùng cái vợt thế này, con cứ đè sát vô cái bể và vớt thôi. Cứ vớt mạnh tay, không vấn đề gì cả. Còn tránh là cà làm hư cái vỏ con ốc nha. Có nhiều bà con là gọi em là nó con ốc nó nở rồi nhưng mà không biết làm sao đưa ra. Rồi thì đây là cái con ốc mà những ốc con nó mới nở mẹ nó vớt xong đây. Thì chúng ta sẽ đưa ra một cái bể ươm ốc giống. Đây là cái bể là bên em đã chuẩn bị trước. Thì về cái thực thả là em cũng đã làm một cái tập chuyên gửi cho bà con, thì bà con có thể tham khảo lại cái kỹ thuật thả ốc giống. Thì chúng ta cũng thả như em đã nói thôi, thì chúng ta cứ để lên bèo, cứ để lên bèo tay chuột, cứ để từ từ từng ít. Thì tất cả các loại ốc mà từ ốc giống con mà con mới mua đem về á, chúng ta cũng thả như thế này. Chúng ta cứ để từng ít nó lên cái bèo. Hoặc là nếu mà bà con không có, bà con có thể lấy một tờ lợp chuối, chúng ta để ốc lên cho ốc nó tản ra và tự nó sẽ bò đi thôi. Nếu chúng ta không được đem đổ xuống nha bà con. Thì những con ốc bự á, khi chúng ta đổ xuống thì nó có thể bò lên được, còn những con ốc con thì nó sẽ không bò lên được đâu. Thì em ví dụ như là một cái người lớn với một đứa bé mà bà con bỏ ra khoảng một cây số thì chúng ta có thể đi được, nhưng mà cái đứa bé thì nó không thể đi được. Vậy con ốc cũng vậy, khi mà chúng ta đổ xuống nó rớt xuống đáy thì nó khả năng nó bò lên không được rất là cao, nó dẫn đến hao hụt thôi. Cái thực thả mà con ốc á là nó quyết định rất là cao về cái khả năng thành công nuôi con ốc của bà con. Nó sẽ, nếu bà con xả thả không đúng cách thì nó sẽ hao hụt. Thì chúng ta sẽ qua cái bước cuối cùng trong cái bước thứ năm, đó là chăm sóc ốc con. Thì cái khâu mà chăm sóc ốc con là nó cũng rất là quan trọng. Khi mà chúng ta tạo được con giống rồi nhưng mà chúng ta không biết cách chăm sóc thì con ốc nó sẽ hao hụt và chết dần. Như bà con biết á, sau khi mà con ốc nó nở ra thì nó rớt xuống thì nó sẽ tìm các cái vị trí để đu bám vào. Và tầm khoảng 3 ngày sau thì nó sẽ bắt đầu tìm thức ăn. Thì bà con có thể để trong cái bể ấp là khoảng 3 ngày, nhưng bắt buộc 3 ngày là phải vớt ra. Đây, nhưng mà con thấy nó, con ốc con nó đeo rất là nhiều vào cái bộ bèo bèo tay chuột nè. Về cái thức ăn của con ốc á, là em cũng đã làm một cái tập kiên để gửi cho bà con, thì bà con có thể tham khảo lại ở video về thức ăn cho con ốc. Con ốc con thì sau 3 ngày nó sẽ tìm, nó bắt đầu tìm ăn. Thì cái thức ăn mà bên em dưỡng cho con ốc đó là bèo, bèo cảm thôi, và cám gạo. Thì có em có làm một tập kiên rồi, bà con cứ xem lại. Thì khi mà chăm sóc con ốc con á, là chúng ta chú ý nhất là con cái thức ăn và
cái mùng mà chúng ta che ở giữa con ốc á, thì chúng ta phải nhất thiết là chúng ta tránh được cái nắng buổi trưa nó gọi vào. Bởi vì con ốc là ốc con là nó đeo, nó bám bèo ở trên mặt nước chứ nó không có chìm ở dưới, nó không có, khi mà nắng quá thì nó sẽ dẫn đến hao hụt. Thì nhiều bà con là có hỏi em rất là nhiều về cái kỹ thuật để dưỡng con ốc con. Bởi vì khi mà con ốc nó nở ra rồi thì không biết được phải xử lý như thế nào, cứ để trong cái bể, cái thùng xốp như thế là mấy ngày sau thì nó lại hao hụt rất là nhiều. Thì con nuôi ốc á, chúng ta dưỡng nó rất là khỏe, nói chung là rất là nhàn. Rồi dưỡng con ốc con thì nó cũng không như các cái loài thủy sinh khác là nó phức tạp. Chúng ta cứ chuẩn bị nguồn nước hợp lý cho nó. Và cái bể dưỡng thì nó phải có thật là nhiều bèo mà tránh được ánh nắng buổi trưa. Và thức ăn thì chỉ là bèo cám, và mà buổi chiều tối thì chúng ta bổ sung thêm cám gạo. Rồi cứ thế thôi, cứ thế thì 3 tuần sau là chúng ta lại có một con giống rồi. Thì bên em cứ không có dưỡng, không có gì mà phức tạp cả. Khi mà nở xong thì chúng ta sẽ vớt ra và thả đúng cách để cho con ốc nó tự phát triển. Và chúng ta cứ hàng ngày mà chúng ta bổ sung cái bèo cám và kém gạo cho con ốc. Phải đơn giản thôi. Nói chung là nuôi ốc rất là nhàn và không có gì phức tạp cả. Đây là cái tập cuối cùng mà bên em gửi đến bà con về cái kỹ thuật nuôi ốc sinh sản và ốc giống. Thì nếu bà con nào mà có ý định hay là nhu cầu muốn nuôi ốc và nuôi tới sinh sản và ốc giống thì bà con cứ chuẩn bị theo các cái tập mà em đã hướng dẫn. Thì tổng cộng là có 3 tập. Và em hướng dẫn rất là đầy đủ từ cái khâu chọn giống, chọn ốc bố mẹ cho tới khâu chuẩn bị bể đẻ, thu hoạch trứng, ấp trứng và cuối cùng là dưỡng cái con ốc con. Qua tất cả các bước này á, thì bà con nhớ thực hiện một cách đúng kỹ thuật. Và nuôi con ốc thì nó rất là dễ nuôi, nhưng mà chúng ta phải quan trọng nhất là chúng ta phải biết được kỹ thuật, đồng thời tạo được một cái môi trường sống hợp lý và tránh các cái nguồn thuốc sâu. Thì con ốc là nó rất là ngại cái thuốc sâu hoặc là thuốc diệt ốc. Thì cái thuốc mà khi mà chúng ta thay nước thì chúng ta cũng phải chú ý về cái nguồn nước. Nếu mà cái con ốc mà nó dính cái thuốc thì cái khả năng là nó hao rất là cao và nó sẽ chết trong vòng khoảng 1 tuần. Xin cảm ơn bà con, thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi đến cái tập thứ 3 này. Thì mà để mà tạo được động lực cho anh em, bên em có thể gửi đến bà con các video khác, thì hy vọng bà con hãy cho bên em một nút thích video. Đồng thời nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông để có thể cập nhật sớm nhất các cái video mà bên em gửi đến bà con. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.